Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, tiếp theo cuộc biểu tình vào ngày thứ Bảy 11 tháng 3 2018 vừa qua trước trung tâm thứ Nga trên đường Mosa Trần Hưng Đạo, và ngày hôm nay là ngày thứ Bảy 31 tháng 3 2018, Liên ủy ban đấu tranh chống Cộng sản và tay sai cùng với nhiều đoàn khác đã lại tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình nữa trước Vietfest TV trên đường Brookcott thuộc thành phố Phantom Valley miền Nam California. Để biết thêm sự kiện này, chúng tôi đã được nói chuyện với ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên ủy ban đấu tranh chống Cộng sản và tay sai. Xin ông cho biết cuộc biểu tình lần thứ hai này thưa ông. Thưa anh Phan Đại Nam, thưa toàn thể đồng hương tị nạn Cộng sản kháng chiến giả của đài SVTN. Thưa đồng hương, hôm nay là cuộc biểu tình lần thứ hai chúng ta chống Thí Nga Paris cũng như chống tờ đài truyền hình Vietfest. Chúng tôi chống vì chúng tôi có những dự kiện và chúng tôi thu thập được những dự kiện chứng minh là đài Vietfest cũng như Thí Nga Paris có sự liên quan đến cái đài truyền hình Vĩnh Long của Cộng sản ở trong nước. Thưa đồng hương, với chức năng là Liên ủy ban chống Cộng sản và tay sai thì chúng tôi luôn luôn tổ chức những cuộc biểu tình để phản đối, để chúng ta giữ cái làn ranh quốc cộng một cách vững chắc, không để sự xâm nhập của chế độ Cộng sản từ trong nước cũng như những bọn diệt gian ở hải ngoại này. Nói một cách khác là đối với chế độ Cộng sản thì chúng ta, những cuộc biểu tình chúng ta có tính cách là kiên quyết và làm thế nào để giải trừ đảng Cộng sản, để hỗ trợ cho toàn dân ở trong nước làm cái cuộc cách mạng này. Và đối với những người Việt ở hải ngoại mang cái lý lịch tị nạn Cộng sản, những sai trái của họ, chúng tôi đều tổ chức cuộc biểu tình để kéo họ trở về với con đường chính nghĩa quốc gia của và dân tộc. Riêng Việt Pháp thì chúng tôi chứng minh một cách cụ thể như đài Việt Pháp, con của ông giám đốc đài truyền hình ở Vĩnh Long là giữ một vai trò trọng yếu ở trong đài dự phát, cũng như Thí Nga Paris là phải nói là cái bàn tay nối dài của chế độ Cộng sản để đưa Cộng sản xâm nhập ra hải ngoại để thi hành nghị quyết 36. Thưa đồng hương, đối với tất cả chúng ta ở hải ngoại, người Việt mang cái lý lịch tị nạn Cộng sản thì chúng ta chống Việt Cộng thường một cách rất dễ dàng, vì Việt Cộng nó là nguyên hình dáng cụ thể mà chúng ta thấy và biết được. Nhưng mà đối với bọn Việt Cộng nằm vùng thật sự, nó là những người mang cái lý lịch tị nạn Cộng sản, nhất là cái bọn ma đầu chính trị, nó lợi dụng cơ hội hay là nó làm lợi cho chế độ Cộng sản cũng tiếp tay trong vấn đề này, thì thành ra đây là một vấn đề hết sức khó khăn cho Liên ủy ban. Chúng tôi mong rằng tất cả các nơi trên thế giới hãy cùng chúng tôi tiếp tay với chúng tôi để làm thế nào giữ làn ranh quốc cộng một cách vững chắc. Chúng ta sống trên đất nước Hoa Kỳ, đất nước thượng tôn pháp luật. Họ có quyền của họ và chúng ta cũng có quyền của chúng ta với một tư cách là một công dân Hoa Kỳ. Thưa đồng hương. Thưa ông, trong cái thời gian mà cuộc biểu tình lần trước cho tới cuộc biểu tình lần này thì cũng có những đồng hương, người ta nghe cái lời trần tình của ông Tô Văn Lai của Trung tâm tiếng Nga nói là cũng có nhiều đài, nhiều cơ sở cũng có chiếu phim hay là những cái gì của từ trong nước mang ra, vậy tại sao lại riêng lại chĩa mũi nhọn vào đài Vietfest cũng như Trung tâm tiếng Nga? Họ nói là tại sao chúng ta lại cứ muốn người Việt Nam của chúng ta là không có đoàn kết lại với nhau mà lại muốn đẩy người ta ra khỏi cái cộng đồng, thì ông lý giải cái sự kiện như thế nào? Thưa anh Phan Đại Nam, đây là vấn đề cũng nó hết sức là đơn giản, tôi nói là đơn giản, vì thật sự các đài truyền hình ở đây hầu như đài nào cũng có lấy những cái phim hay là những cái phần tin tức phần nào, nhưng mà không ảnh hưởng tới vấn đề mà tuyên truyền cho chế độ Cộng sản thì họ cũng có thể lấy những chương trình đó họ chiếu. Nhưng mà đặc biệt đài Vietfest nó có sự liên quan trực tiếp vào cái chế độ Cộng sản là vì sao? Thứ nhất, tôi dẫn chứng hiện tại con của ông giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long là cô Hằng Lê là giữ vai trò rất quan trọng ở trong đài Vietfest. Cái thứ hai, Thúy Nga Paris tổ chức các buổi văn nghệ để lấy tiền với danh nghĩa là cứu người nghèo khổ ở trong nước, mà tiền đó lại không được tới tay người nghèo khổ ở trong nước mà chỉ gửi cho vợ của ông giám đốc đài Vĩnh Long ở trong nước. Thì như vậy là cái sự liên quan nó rất rõ ràng, và đây là một cái chuyện mà phải nói là gần như là rửa tiền. Nhưng mà vấn đề này chúng tôi không đặt nặng, vì chúng tôi đặt nặng cái làn ranh quốc cộng, còn vấn đề tài chính chúng tôi để cho cơ quan chức năng của Hoa Kỳ người ta làm việc về vấn đề tài chính. Riêng cái phần cái sự liên quan giữa Thúy Nga cũng như Vietfest
là có liên quan, tôi xác định là có liên quan đến chế độ cộng sản, và mục tiêu của họ là đưa người ra đây để thi hành nghị quyết 36. Do đó chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình, và không phải ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm thế nào để họ thấy được cái sự sai trái của họ, để họ quay trở về với dân tộc và đất nước. Một lần nữa ông có thể nói với đồng hương cái sự mà phân định rõ ràng giữa người Việt tị nạn cộng sản với những người mà làm ăn với người cộng sản ở trong nước. Nó rõ ràng là cái chuyện tôi đã nói trình bày với đồng hương là hiện con của giám đốc Hằng Lê, giám đốc Đài Vĩnh Long, con của giám đốc Đài Vĩnh Long hiện có mặt trong Đài Việt Pháp và giữ cái vai trò rất quan trọng trong đài này. Do đó, đó là một bằng chứng cụ thể. Cái thứ hai, cái vấn đề tiền bạc thu được qua những cái show trình diễn văn nghệ của Thúy Nga mà để gửi tiền về cứu cái chủ đề là cứu người nghèo đói. Nhưng mà thật sự có cứu người nghèo đói không? Hay là họ gửi tiền mà chính ông Digital đã nêu trên truyền thông, truyền hình là tiền đó gửi về cho bà vợ của ông giám đốc đài truyền hình Việt Phép, của đài truyền hình Vĩnh Long. Thì đây là hai bằng chứng cụ thể nói lên cái sự liên quan của họ với Việt Cộng ở trong nước. Thành ra nói gì nói thì chúng tôi cũng rất là hoan nghênh nếu một ngày nào đó đài Việt Phép cũng như Thúy Nga quay trở về với dân tộc đất nước, thật sự không làm lợi cho chế độ cộng sản, không lợi dụng cái là sự thương yêu của đồng hương để mà lấy tiền về rồi nuôi béo mấy thằng Việt Cộng ở trong nước. Thì chúng tôi mong rằng những cuộc biểu tình sắp tới của chúng tôi là mục đích để kéo họ trở về với chính nghĩa quốc gia và dân tộc. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị là ông Trần Trọng An Sơn. Dù đang là mang bệnh ở trong người nhưng ông cũng vẫn ra để tham dự cuộc biểu tình. Xin chào ông Trần Trọng An Sơn. Kính chào anh và kính chào quý khán giả đài SBN. Thưa ông cho biết cái cảm nghĩ của ông khi tham dự. Thưa anh, là chúng ta qua đây là vì không sống được với chế độ cộng sản, còn muốn sống với chế độ cá tùng cộng sản thì về bên kia mà ca nhạc thế. Nhưng những người ca sĩ muốn sống với Việt Cộng, muốn ca hát thì cứ về bên kia, chúng tôi cũng không thèm ở quý vị ở đây, quý vị cứ về. Tôi chán lắm rồi, qua đây mà cứ về bên kia mà cá tùng đổ bộ hai mặt không sống được. Ông có suy nghĩ gì về ý kiến của ông Trần Trọng An Sơn? Tôi rất đồng ý theo ý em sư. Chúng tôi qua đây là ra diện tị nạn cộng sản. Tôi ở tù cộng sản 9 năm. Khi tôi là chủ tịch thường tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng mà qua đây tôi thấy rất buồn là có một số đổi màu. Tị nạn cộng sản được qua đây là trở về đầu cộng sản. Cộng sản bỏ tiền ra với cái quyết định 36 của nó. Nó làm cho những người cái tinh thần đã không còn nữa. Vì họ có căn bản là quốc gia. Họ bị cộng sản móc nối và nhuộm một màu đỏ. Chúng tôi không có sống những cái thành phần đó, chúng tôi phải sống. Đừng có mượn, nhất là những ca sĩ đừng mượn nước Mỹ ở đây mà về hát bên đó, biết tiền mà không biết cái tinh thần quốc gia, cái sự đàn áp của cộng sản đối với những người dân tộc Việt Nam bên đó. Những người tranh đấu cho quốc gia, cho đất nước vẫn bị bắt bỏ tù, đánh đập và giết chết, cũng như những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, vân vân, cũng như công giáo ở Nghệ An và nơi khác. Chúng tôi rất căm thù những người, tôi ghét cộng sản một và tôi chống và ghét những người đầu cộng sản 10. Chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta đừng phải phỉnh nước Mỹ. Khi tị nạn là tôi để không với cộng sản không nổi, tôi đến nước Mỹ tị nạn. Nhưng mà khi đã no cây máu máu đây rồi, trở lại phản bội nước Hoa Kỳ. Ông thì người ta nói là muốn mang tin tức từ trong Việt Nam ra cho mọi người biết một cách xác thực thì người ta phải lấy chương trình ở trong nước ra họ chiếu. Thì ông nghĩ gì về cái quan điểm của họ thưa ông? Cái đó là rất là sai lầm. Chúng ta phải tìm hiểu, không phải chương trình trong nước mà ra là chiếu là không được. Vậy là có thể lấy những người mà chống đối như là Như Quỳnh, Mẹ Nấm hoặc những người chống đối khác thì chúng ta lấy cái gương đó, chứ không thể lấy những chương trình của đài của cộng sản do sự sắp đẹp cộng sản mà chúng ta lấy đó mà copy ra, cái điều là sai lầm.
mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự cộng đồng người Việt quốc gia biểu tình chống Đài Việt Press TV. Tẩy chay, và cùng tham dự cuộc biểu tình cũng có một phái đoàn từ miền Bắc Cali do ông Phạm Văn Sơn, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia miền Bắc Cali tham gia. Và tôi là Phạm Văn Sơn, chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California. Phái đoàn của chúng tôi ngày hôm nay là gồm có 5 người. Tôi và anh phó chủ tịch cùng bà cựu hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam hải ngoại với lại hai thành viên của Hội Phụ nữ. Theo cái sự yêu cầu của anh Phan Kỳ Nhân ở dưới này thì chúng tôi sẽ kết hợp với anh để trong cái công cuộc mà chống đối với lại những cái kẻ mà đang cộng tác với cộng sản để thực hiện cái nghị quyết 36. Kính thưa quý vị, là cái nghị quyết 36 của cộng sản rất là thâm độc, và chúng đã bằng mọi hình thức, và cái hình thức mà nguy hiểm nhất là chúng đã lợi dụng cái vấn đề mà âm nhạc và sử dụng tất cả những cái ca sĩ mà coi như là có danh mà được cộng đồng của chúng ta yêu mến, từ từ anh ta đã xâm nhập vào cái để mà truyền bá cái tư tưởng của bọn cộng sản ở trong cái cộng đồng của người Việt ở quốc gia tị nạn cộng sản của chúng ta. Cho nên cái nhiệm vụ của tất cả chúng ta, cái người Việt tị nạn cộng sản, chúng ta đã mất nước rồi, chúng ta đã bỏ nước ra đây rồi, đây là cái chiến tuyến cuối cùng của chúng ta và chúng ta phải bảo vệ. Chúng ta không thể nào thờ ơ và chúng ta cũng không thể nào mà đứng ngoài cái cuộc đấu tranh này. Chúng ta cần phải tẩy chay tất cả những sản phẩm của cái trung tâm mà đã cộng tác với lại cộng sản. Để cho chúng tôi kêu gọi tất cả toàn thể quý vị ở khắp nơi trên thế giới tự do, chúng ta hãy tẩy chay tất cả sản phẩm của Việt Press, của Thúy Nga Paris và của tất cả những cái trung tâm nào đã lợi dụng cái danh của các ca sĩ để mà truyền bá cái tư tưởng của nghị quyết 36. Chúng tôi đó là cái tinh thần mà ngày hôm nay chúng ta muốn nói lên cho tất cả mọi người biết rằng không phải chỉ những người hiện diện trong cuộc biểu tình này có trách nhiệm, mà tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm. Chúng ta là phải chiến đấu cuối cùng, bởi vì trong nước bọn cộng sản đang cố tình gọi là bưng gốc cái dân tộc Việt Nam chúng ta bằng cách chúng đã thay đổi chữ viết và chúng ta đã thay đổi tất cả các cái nề nếp giáo dục truyền thống của chúng ta. Do đó chúng ta đây là cái chiến tuyến cuối cùng mà cho tất cả chúng ta phải bảo vệ. Do đó chúng tôi kêu gọi một lần nữa, kêu gọi toàn thể quý vị hãy tiếp tay với cái ủy ban chống tay sai và cộng sản này. Chúng tôi trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Và cảm nghĩ của mục sư Lê Minh, một thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng như Ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận cộng sản. Qua những tin tức mà chúng tôi nhận được, cũng như là những cái cục kiện mà đương xảy ra giữa Việt Press TV và ở trong nội bộ, thì chúng tôi mới nhận ra được rằng Việt Press đã làm việc với lại đài TV cộng sản Vĩnh Long. Thì đó là cái điều mà mình người Việt Nam ở tại hải ngoại là những người Việt tị nạn cộng sản. Cho nên mặc dầu là thành viên của đồng liên tôn, nhưng riêng cá nhân của tôi thấy đây là điều cần phải giống lên tiếng nói để cho đồng bào của chúng ta ở tại hải ngoại này có được sự nhận thức rằng chúng ta đã bỏ cộng sản ra đi. Thì như vậy chúng ta phải làm sao để bảo vệ cái làng ranh của chúng ta là người tị nạn cộng sản. Để qua đó chúng ta nói với những người trong quốc nội rằng chúng tôi vẫn còn đây. Để cho những người dân Việt Nam yêu nước có thể vững tin nơi chúng tôi ở tại đây để tiếp tục đứng lên để đòi sự sống của người dân Việt Nam. Đó được sự tự do, được mưu cầu hạnh phúc theo những gì mà Thượng Đế đã ban cho con người của chúng ta. Vì thế mà chúng tôi có mặt ở tại đây và chúng tôi sẽ có những chương trình tiếp nữa để nói lên tiếng nói của người Việt tự do ở tại hải ngoại này. Xin ông cho biết quý danh cũng như là lý do nào mà khiến ông tham dự cuộc biểu tình ngày hôm nay. Tôi là Thuần Phan, hội trưởng Hội Người Việt Quốc gia. Lý do tôi tham dự cái buổi biểu tình hôm nay vì Việt Phê đã hợp tác với Đài Vĩnh Long
và tuyên truyền cái nghị quyết 36 và vấn đề mà tổ chức những cái buổi tuyên truyền để mà quyên tiền gửi về Việt Nam thì không biết cái số tiền này có đi về đâu không. Đó là cái điều bất mãn của cộng đồng người Việt chúng ta, và chúng ta phải lên tiếng đấu tranh để cho Việt Pay phải thay đổi lại cái đường lối của họ, phải chấm dứt và đi về cái con đường của người Việt quốc gia. Vì chúng ta đang sống ở trái đất Mỹ, chúng ta đã bỏ nước ra đi, bỏ cộng sản, và nhiều người đã chết trên đường tự do, thì chúng ta hãy làm nên những cái điều tốt. Và vì chúng ta đã ở đây thì chúng ta phải ủng hộ những người quốc gia thay vì đi làm ăn với cộng sản nè. Thưa ông, có nhiều người đồng hương của chúng ta thì họ có nói là người ta làm văn nghệ, cũng như họ làm từ thiện thì có gì việc gì đâu mà phải chúng ta phải phản đối. Ồ, cái vấn đề mà từ thiện hay là văn nghệ, nếu như cá nhân mà làm á thì tôi có thể còn chấp chứa được. Còn cái này là một cái tập thể, và cái Đài Vĩnh Lam cũng đã nói là người ta sử dụng nghị quyết 36. Và như anh biết á, là cộng sản nó luôn luôn dùng, nó trá hình vào trong văn nghệ và từ thiện để nó cũng như là cừu rũ, lũng đoạn cái tinh thần đoàn kết của người quốc gia ở đây. Vì vậy một lần nữa tôi xin Đài Việt Face hay là các tổ chức cái Đài Việt Face hãy mở mắt ra, hãy chấm dứt làm ăn với cộng sản, hãy tuyên bố rõ ràng những cái số tiền mình đã lấy được, đã làm được cái gì. Vì cái đó là một cái điều rất là xấu khi chúng ta xài cái đồng tiền từ thiện mà chúng ta không có minh bạch anh ạ. Xin cảm ơn ông. Dạ, không có gì, cảm ơn anh. Dạ. Ông cho biết cảm nghĩ khi tham dự cuộc biểu tình ngày hôm nay thưa ông? Cuộc biểu tình hôm nay là chúng tôi là trong Ủy ban chống văn hóa tư và cộng sản. Chúng tôi đã chuẩn bị và đã liên kết với lại Liên Ủy ban chống cộng sản và tay sai để tổ chức biểu tình này. Chúng ta đã biết hôm nay có đầy đủ bằng chứng là Đài Việt Phát TV có quan hệ với lại Đài Vĩnh Long, mà ông Phan Kỳ Nhân đã nói là con của một người giám đốc ở Đài Vĩnh Long, tức là làm giám đốc ở đây. Thì rõ ràng đây là một minh chứng rằng là Đài Việt Phát đã hợp tác với lại Việt Cộng, từng bước xâm nhập văn hóa, từng bước xâm nhập đầu tư làm ăn về cơ sở thương mại để làm lợi cho cộng sản, làm lợi cho chế độ phi nhân. Chính vì điều đó mà hôm nay đồng bào tị nạn Anapali cũng như một số đồng bào Bắc Cali xuống đây và một số nơi đến đây để biểu tình chống đối, tẩy chay tất cả các cá nhân đoàn thể, tẩy chay tất cả những người hợp tác với Việt Phát làm ăn. Và ông Hải cũng chia sẻ những kinh nghiệm về cộng sản. Chồng họ tôi là một dòng họ bị cộng sản thu nhập. Chính ông nội tôi và ông bác ruột của tôi là y tù Lý Bá Sơ. Và một người của tôi, em ông nội tôi bị chặt đầu, một người thì bị mổ bụng, một người thì mang đau bắn. Từ cái kinh nghiệm mà chống cộng sản từ ngoài Bắc thì chúng tôi đã hiểu cộng sản rồi. Hễ nói đến cộng sản là nói đến ma quỷ, mà hễ nói đến ma quỷ là nói đến cộng sản. Người cộng sản không thật thà, người cộng sản gian dối, và người cộng sản chỉ lợi dụng những người yếu nước, những người nhẹ dạ để lợi dụng mà thôi. Chúng ta thấy rằng Việt Phát TV là một trong những người đã bị cộng sản lợi dụng. Và chúng ta biết rằng là cộng sản không bao giờ thực tâm, họ chỉ có lợi dụng. Và trong quá trình lịch sử đấu tranh, biết bao chiến sĩ hy sinh, những nhà yêu nước để bị cộng sản lợi dụng. Và chính vì thế trong 33 năm ở hải ngoại này, tất cả cộng đồng người Việt hải ngoại đều ý thức được cộng sản đã từng bước xâm nhập văn hóa, từng bước lợi dụng những thể chế dân chủ, từng bước lợi dụng để lôi kéo những người nhẹ dạ. Chính vì thế hôm nay Ủy ban chống văn hóa tư và cộng sản cũng như là Liên Ủy ban chống cộng sản tay sai, chúng tôi hợp tác với nhau để tổ chức biểu tình này. Và cuộc biểu tình này kêu gọi tất cả đồng bào chúng ta hãy ý thức, chúng ta hãy chỉ ra những cái mưu mô gian xảo của cộng sản. Và như chúng ta đã thấy hiện nay đồng bào rất là đông, tất cả đều phản đối việc Phát TV đã lập bàn với cộng sản. Và chính Việt Phát là cánh tay nối dài của Việt Cộng, và chính Việt Phát đã làm lợi cho Việt Cộng. Chính vì thế chúng ta phải ngăn chặn, và bằng một cách phải ngăn chặn Việt Phát làm ăn với lại cộng sản cũng như làm lợi cho nghị quyết 36 của cộng sản. Kính thưa quý khán thính giả, cuộc biểu tình trước Đài Việt Phát TV do Liên đoàn ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai tổ chức sau đó đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày. Với lời của ông Phan Kỳ Nhân, sẽ còn biểu tình nhiều lần nữa và chúng ta sẽ biểu tình đến khi nào Thúy Nga Paris cũng như đài truyền hình Việt Phát thấy là con đường họ đi là không đúng với chính nghĩa quốc gia, với dân tộc, họ quay trở về với chính nghĩa quốc gia và dân tộc. Và chúng ta sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình tiếp diễn. Và chúng tôi cũng kêu gọi toàn thể đồng hương khắp nơi trên các tiểu bang
hãy cùng chúng tôi để làm thế nào giữ làng ranh quốc tộc một cách vững chắc.